chạy đi sông ơi, chạy đi sông ơi, ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ, nhắn dùng ta về nơi góc biển. Người đã xa đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể liền ra. Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước, xuống đây thung sâu thăm thăm sông dài, vào rừng trúc nổi tiếng với những ca khúc Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi sông ơi, Một thoáng Tây Hồ, Về quê, Không thể và Có thể. Nhạc sĩ Phó Đức Phương từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Trong số ba người con, nhạc sĩ Phó Đức Phương đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp âm nhạc của con trai út Phó Đức Hoàng. Không chỉ động viên, dõi theo và định hướng, mà từ sâu thẳm trái tim một người cha, ông mong Phó Đức Hoàng sẽ đi đến tận cùng con đường mình yêu thích. Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã rất là nổi tiếng với nhiều khán giả Việt Nam, và âm nhạc của ông thì đã nhiều người yêu mến, thậm chí thuộc lòng những ca từ. Và đằng sau những âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương như thế nào thì lâu nay vẫn chưa được ông trải lòng nhiều trên báo chí. Vậy thì hy vọng cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay ông có thể có nhiều cái trải lòng hơn. Được biết là vợ ông thì được biết là người vợ hiện tại của ông thì kém ông tới tận 20 tuổi. Vậy thì đã khi nào hoặc có khi nào ông đặt câu hỏi là người đàn bà ấy yêu mình, gắn bó với mình một phần cũng bởi vì những tác phẩm âm nhạc của mình hay không? Vâng, thì đương nhiên là khi tôi với lại Lan Anh, vợ tôi hiện nay đấy, gặp nhau đấy, thì lúc bây giờ tôi là một nhạc sĩ, mà Lan Anh thì đang là một học sinh viên khoa thanh nhạc ở nhạc viện. Do đó thì đương nhiên là Lan Anh biết tôi rồi. Thế còn tôi thì là biết Lan Anh là một sinh viên là thanh nhạc của Nhạc viện Việt Nam. Đấy. Thế thì đương nhiên gặp nhau thì mới chưa hỏi duyên cớ nào, thì có lẽ là duyên cớ là như vậy. Và tôi cho tất tần tật, nó là cái phần mềm của tạo hóa, nó viết ra cho mỗi thân phận, mỗi con người. Vậy thì tôi phải gặp Lan Anh cái năm ấy mà trở thành làm hai vợ chồng thì nó là do sách trời đã định đoạt rồi. Chứ tôi cũng thú nhận rằng là tôi không phải là cái người mà, cái này là rất thật thà, là đi tìm cái người và bỏ tâm sức làm một chương trình, một thời gian để đi tìm người mình yêu và để tìm vợ cho mình. Không, quả thật là như vậy. Cái gì nó đến thì là nó đến. Thế là tôi gặp Lan Anh là nó không phải là xét đánh, mà nó thấy rằng nó là đúng là phải như vậy thì là nó thành. Đấy, tôi cho đó là nó là phần mềm của lập trình rồi, đã được lập trình. Trong rất là nhiều những tác phẩm nổi tiếng của ông thì có ca khúc nào được viết ra từ chính cuộc đời của ông và chính từ những cuộc tình của ông ạ? Đương nhiên là bạn hỏi như thế thì tôi xin trả lời được rất dễ là bài nào cũng phải do từ cuộc đời của tôi chứ làm sao cuộc đời của ai khác được. Cuộc tình ạ. Đấy, thế thì nếu mà bạn hỏi về cuộc tình ấy, thì tôi lại xin nói thế này là cái cung cách sáng tác của tôi nó là như vậy, là nó, tôi không giống như là một số những cái nhạc sĩ khác, là họ có một cái, bạn như vừa nói là có một cuộc tình hoặc là một cái niềm vui, chẳng hạn một buổi tối đi chơi với một cô gái đấy, là về là hưng phấn là viết ra một bài hát. Thế tôi thì lại là không như vậy, bởi vì như tôi đã tâm sự lại là tôi là không tin vào những cái gì mà bất chợt đấy, mà thì đã đành bất chợt nhưng chỉ là cái cớ. Nhưng mà khi tôi viết một tác phẩm thì nó là trưng cất toàn bộ tất cả quá khứ của mình. Thí dụ như là tôi xin nói luôn là trong cái tác phẩm của tôi thì có một số bài có thể nói là đích thị nó là bài, những bài tình ca. Một bài tình ca phải nói là
nó không giống như là mọi người nghĩ rằng tình ca là phải em yêu anh mới bờ môi rồi bờ vai đôi môi mới mắt mũi gì, tôi không có, không nói trực tiếp vào cái đấy. Nhưng hai bài tình ca dữ dội nhất của tôi là chính là bài Trên Đỉnh Phù Vân và Chảy Đi Sông Ơi. Mọi người vẫn nói là Chảy Đi Sông Ơi là một bài hát rất là hay, rất là dài rộng thiên nhiên hay là tình yêu vân vân. Nhưng thực ra Chảy Đi Sông Ơi là một bài hát của một con người mà thất tình và đau khổ vì tình đến mức độ mà là định là chạy ra con sông đó để tự vẫn, để nhảy xuống con sông. Và khi ra đến con sông thì từ triền đê chạy xuống thì chính con sông là mênh mông, đầy bao dung, đầy độ lượng và đầy bình thản. Chuyện bao đời sông viết cả mà sao vẫn trẻ mãi không già đấy. Thì cái con người đó đã được dòng sông cảm hóa. Chứ còn thực ra thì bắt đầu chuẩn bị vào hát bật lên cái tiếng ơi con sông hiền hòa đấy, là chính là con người đó trước đấy mấy giây là định nhảy xuống sông để tự tử. Vậy thì Chảy Sông Ơi nó là như vậy. Trên Đỉnh Phù Vân cũng là một con người mà thất bại đắng cay về tình yêu, là định trốn chạy tình yêu, trốn chạy và lên đến tận trên đỉnh núi, lên cửa thiền để tránh né, để chối bỏ cái tình yêu của mình. Nhưng mà ngặt nghèo nó lại éo le đến mức độ lên đến đấy thì lại bật ra một tiếng kêu là đâu người ta yêu dấu. Thế thì vậy thì là đây là bài hát nói về cái tình yêu đau khổ, trốn tránh tình yêu, nhưng đồng thời là ca ngợi tình yêu. Không ai trốn được khỏi tình yêu. Đi lên đến tận đỉnh núi, lên đến tận cửa thiền rồi mà rồi bật lên lại nức nở, ta khóc ròng một câu đâu người ta yêu dấu. Hoặc là cũng lại phải bất đau khổ bất, mà bất lực mà thốt lên rằng ta muốn hỏi một câu bao giờ thôi tơ vương. Vậy thì đây là bài hát ca ngợi tình yêu trong một góc nhìn hết sức khác biệt, trong một khía cạnh hết sức khác biệt. Bài Trên Hữu Vân chính là nói rằng là trong một khía cạnh nào đó thì thấy rằng là tình yêu nó ghê gớm đến mức độ nào, không ai có thể trốn tránh khỏi tình được khỏi tình yêu. Đấy, đấy là một cái sự ca ngợi tình yêu nhưng trong một khuôn hình hết sức đặc biệt. Hai bài tình ca đó cũng không hề xuất phát từ một mối tình cụ thể nào của tôi, mà nó là chưng cất của cả một đời yêu đương mà tôi đã có. Đấy. Nghĩa là ông đã yêu rất nhiều và cũng cả đã một đời rất nhiều. Khi tôi viết bài hát thì về tình yêu thì trong đó nó gửi gắm tất cả những cái trải nghiệm tình yêu của tôi từ lúc đó cho đến tất cả những thời gian về trước là mà tôi đã trải. Tức là tôi, cách viết của tôi là tôi trưng cất và tất cả những gì lắng đọng trong cái trải nghiệm của mình, chứ không đơn giản là chỉ vì một cuộc tình. Nhạc sĩ Trần Tiến đã từng tếu táo rằng là ông ấy rất tử tế với người tình và trung tình với bà vợ. Thì ông suy nghĩ như thế nào về cái câu nói này ạ? Dạ, đấy là trải nghiệm riêng của nhạc sĩ Trần Tiến. Là nếu mà của Trần Tiến mà nó giống mọi người thì Trần Tiến là cũng như mọi người. Đấy. Tôi nghĩ rằng là về vấn đề tình yêu đấy thì tôi cho rằng là tất cả đều giống nhau cả thôi. Mà tôi cũng không phải là người trên trời rơi xuống thì chắc là tôi cũng giống như anh Trần Tiến. Và chắc là nhiều người giống như anh Trần Tiến.